Hôm nay các bạn lại quay với tem trái dâu nha. Hôm nay là viên ăn quả. Có gì rồi này. Dâu rừng nha các bạn. Dâu rừng mình thử nha các bạn. Mời các bạn nha. Chua lắm các bạn. Buổi tối em ăn cái này là số 1 các bạn. Một thau nhỉ, một thau. Nó còn 1 mét đúng các bạn. Ăn cái này chân đúng như là đúng trâu to. Nhiều lắm bạn. Vâng, nhiều lắm. Cũng to, to lắm bạn. Sáng mình vừa đi hái trong rừng. Ở bên này không có, ở trong Cam Lan có các bạn. Ở đằng chuối có các bạn. Ở chỗ, đây chỗ là nhiều lắm bạn. Mình quên đó. Trời thì đang mưa nha các bạn. Mưa lớn lắm các bạn. Mày chết xỉu luôn bạn ạ. Buổi sáng trong mưa nha các bạn. Buổi không có tối đâu mưa. Còn thì quá thương yêu à. Đây. Các bạn ăn vỏ cũng được, ăn thì trái bên trong cũng được. Cho nên các bạn ăn vỏ cũng được, ăn hạt cũng được nha các bạn. Trời đang mưa rất là lớn. Mình đang quay là buổi tối nhưng mà không buổi tối. Bây giờ tầm là 7 giờ rồi các bạn. 7 giờ rồi. Mời các sĩ ăn một miếng. Ngon không? Các sĩ nói là rất là ngon các bạn. Các bạn ăn thử là các bạn thấy là vừa chua vừa ngon ạ. Nó không nói là chua lắm các bạn. Hàng thì trong thì không chua lắm. Mình vừa đủ ăn các bạn. Mà lại đã to lắm các bạn. Mình cũng mới làm video cho các bạn.
Mình làm ở 2-3 tháng nay rồi. Quán làm tím tím thì chín các bạn. Quán nó làm vẫn màu vàng ấy. Màu xanh thì vừa còn non. Vừa màu vàng thì sắp chín vừa vừa. Một tiếng là chín luôn rồi ạ. Người sắp khói các bạn ạ. Hello. Số 1 đất không cay đắng vào quả không chua quả hành này ở đây các bạn tối mà đi đá chắc tối nay một tiếng cỡ 100 lần các bạn mình chưa mình ăn cũng được 10 quá rồi mình ra buồn đi đá mình cũng thích đá đây quay đây chưa đã lắm phê. Mười quá như là quả trứng các bạn như là trứng thịt đồn đấy còn như là những cái trứng như là các bạn tròn lắm các bạn tròn như là trứng cút luôn giống trứng cút luôn các bạn tâm tư các bạn bạn thấy hay thì bạn hãy để một like và để subscribe và ấn vào chuông nha các bạn. Xin chào các bạn.